Ông Đặng Văn Hốt hành nghề thợ hồ, ngụ xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Dù công việc hàng ngày vất vả, tất bật với nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhưng người thợ hồ này đã 29 lần tham gia hiến máu tình nguyện cứu người. Sáng nay thì cũng nghe thông tin văn hóa thông báo được đi rồi, nó ngay cũng kẹt làm công chuyện dữ lắm, nhưng mà nghe có cái ý nghĩa mình buông ra mình đi làm hồ á, rồi cho nên là đang làm hồ á, rồi bỏ ra phải đi cho máu rồi mới về mới làm nữa, do nó cái tâm của mình thôi, chứ còn động lực thì nói chung là cũng không có cái gì. Mình chỉ do nó cái tâm, mình thấy có cái tâm thiện mình đi làm việc thiện. Gần 60 tuổi, dù cuộc sống còn nặng nề nỗi lo cơm áo, cả ông và vợ đều sẵn sàng tham gia làm việc thiện trong khả năng của mình. Hành động này cũng đã lan tỏa đến với nhiều hàng xóm xung quanh. Sáng nay thì đi làm ruộng, người ta cho hai hiến máu đó, giờ hai chồng rủ nhau đi. Thì thấy anh em hiến máu đó nhiều lần đó, mình cũng thấy lên đài đồ đó, nói cũng như là mình cho bà con được giọt máu đào hơn ao nước lã gì đó. Ở nay được đợt này nó lại được 9 lần rồi đó. Tôi thấy anh em ta hiến máu nhiều lần, mình cũng muốn góp một chút sức của mình tham gia. Vì cái này làm cái chuyện ý nghĩa cứu dân mà. Mình làm phước được cái nào mình làm phước. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Hồng Ngự đã phát động 4 đợt hiến máu với gần 1.500 người dân đăng ký tham gia, nhận trên 2.000 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác hiến máu mình thì bây giờ nó lan tỏa đến tất cả những đối tượng, kể cả nông dân, rồi một số anh em làm thợ hồ hay là những công việc khác thì đều tham gia hiến máu tình nguyện. Nói ngay cũng cho máu rồi, nếu cứu được người thì tôi mừng lắm. Thì tôi cái tâm thiện mà nó yêu cầu mà cứu được người là tôi cứu à. Hiến máu hoài, chừng nào mà nhà nước không cho lấy máu mới nghỉ. Với ông Hốt và nhiều bà con nơi đây, việc cho đi từ cái tâm cũng là cách khiến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn giữa bao tất bật lo toan đời thường.